Lịch Nghề Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé! Tử vi thứ 7 ngày 22 tháng 12 năm 2018 của 12 con giáp, hiệu suất của người tuổi Ngọ đang vô cùng đáng nể với sự trợ lực của chính ấn. Nhờ sự siêng năng và tích cực trong công việc tập thể mà con giáp này đang có đủ điều kiện để phát huy năng lực của mình. Còn các con giáp khác sẽ đón ngày mới ra sao? Cùng theo dõi Lịch Nghề Tốt nhé! Tử vi tuổi Tý, tài lộc của người tuổi Tý có dấu hiệu khởi sắc khi có chính tài nâng đỡ. Dù bạn là nhân viên văn phòng hay chủ doanh nghiệp, tình hình tài chính cũng đều vô cùng tốt đẹp. Tuy nhiên, bạn có xu hướng là người thật thà, dễ tin người, vẫn nên thận trọng khi mà đối diện với những chuyện bất ngờ. Chớ nên đánh mất sự bình tĩnh cũng như lý trí của mình mà làm hỏng việc lớn. Theo lịch vạn niên, hôm nay bạn muốn đi đâu, hãy chọn hướng hỷ thần, hướng đông nam, tài thần, hướng tây bắc, chớ nên chọn hướng khắc thần, hướng bắc. Tử vi tuổi Giáp Tý, kim, hãy tin theo lý trí. Tử vi tuổi Bính Tý, thủy, cơ hội không phải ai cũng có được. Tử vi tuổi Mậu Tý, hỏa, tận dụng tốt năng lực của mình. Tử vi tuổi Canh Tý, thổ, nỗ lực đi, rồi quả ngọt sẽ tới. Tử vi tuổi Nhâm Tý, mộc, dù thế nào cũng không bỏ cuộc. Con số may mắn 5, 8, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường vàng, nâu, quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Mão. Tử vi tuổi Sửu, kiếp tài xuất hiện khiến cho trọng trách của bạn trở nên nặng nề hơn, nhắc nhở người tuổi Sửu nếu cần ai đó trợ giúp thì nói thẳng vì nếu không dễ có những nghi ngờ không đáng có. Bạn cũng là người có thể tự gánh vác nhiều trọng trách quan trọng mà không cần bất cứ ai giúp đỡ. Thoạt nghe thì đây có vẻ là một quyết định mạo hiểm, tuy nhiên chúng vô cùng chuẩn xác khi giờ đây xung quanh bạn thù nhiều hơn bạn. Nhờ lục hợp mà cho dù mối quan hệ bên ngoài không được như ý nhưng vợ chồng thấu hiểu, các cặp đôi đang yêu tâm đầu ý hợp trở thành chỗ dựa tinh thần cho nhau trong lúc khó khăn. Tử vi tuổi Ất Sửu, kim, nhớ quan tâm hơn tới sức khỏe. Tử vi tuổi Đinh Sửu, thủy, đừng yêu cầu quá cao. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, hỏa, chớ đặt quá nhiều hy vọng vào đó. Tử vi tuổi Tân Sửu, thổ, dù sao cũng nên có phương thức phòng bị. Tử vi tuổi Quý Sửu, mộc, khó khăn chỉ là tạm thời. Con số may mắn 4, 5, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường cam, hồng, quý nhân phù trợ, người tuổi Dậu, Thân. Tử vi tuổi Dần, con giáp tuổi Dần sẽ có ngày mới với nhiều thăng trầm bất định do ảnh hưởng không nhỏ của thiên quan. Có những lúc tưởng như việc đã xong rồi thì lại bị hỏng và phải thực hiện lại từ đầu. Tuy nhiên đây cũng là lúc để thể hiện tính kiên nhẫn của mình. Nếu bạn vượt qua được thì tin vui sẽ nhiều hơn tin buồn và bạn hoàn toàn có khả năng có được nhiều sắc màu tươi vui trong cuộc sống. Hôm nay là ngày 22 tháng 12 năm 2018 dương lịch, là ngày Can Mậu. Ngày Can Mậu không chỉ bệnh ở bụng, do đó dù có vấn đề gì ở bụng thì bạn cũng không nên chọn ngày này để mổ xẻ châm chích, rất nguy hiểm. Tử vi tuổi Giáp Dần, thủy, tự học bạn mới phát huy được hết khả năng. Tử vi tuổi Bình Dần, hỏa, đừng ca thán cuộc đời, hãy nỗ lực. Tử vi tuổi Mậu Dần, thổ, xem người để nhìn lại mình. Tử vi tuổi Canh Dần, mộc, thăng trầm cuộc sống ai cũng gặp. Tử vi tuổi Nhâm Dần, kim, chớ dương dương tự đắc. Con số may mắn 0, 8, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường nâu, cam, quý nhân phù trợ, người tuổi Dậu, Sửu. Tử vi tuổi Mão, nhờ chính quan nâng đỡ nên có thể nói lúc này mọi mặt về công việc và tiền bạc của người tuổi Mão sẽ trở nên tốt hơn so với trước đây. Tuy nhiên, đôi khi bạn nghiêm túc và cứng nhắc một cách khó hiểu, nếu linh hoạt hơn sẽ tốt hơn. Thời điểm tốt cho những quyết định khôn ngoan nếu như bản mệnh có suy nghĩ về việc đầu tư vào một dự án hoặc bắt đầu một điều gì đó của riêng bản thân, đây sẽ là thời gian thích hợp vì vị thần may mắn đang ở cùng phía với bạn đấy. Ảnh hưởng của Tý Mão hình hại vô lễ nhắc nhở hôm nay chỉ cần bạn nói ít, kiệm lời một chút thì sẽ thoát được họa thị phi, hiềm khích và mâu thuẫn. Nếu chuyện nhỏ thì nên học cách bỏ qua. Tử vi tuổi Ất Mão, thủy, chớ nên làm vấn đề trở nên nghiêm trọng. Tử vi tuổi Đinh Mão, hỏa, thời gian giúp bạn nhận ra ai đó. Tử vi tuổi Kỷ Mão, thổ, đừng đổ lỗi cho ai đó. Tử vi tuổi Tân Mão, mộc, số phận không có lỗi ở đây. Tử vi tuổi Quý Mão, kim, việc gì cũng phải từ tốn giải quyết. Con số may mắn 3, 9, giờ tốt
11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, xám, trắng, quý nhân phù trợ, người tuổi Thân, Tỵ. Tử vi tuổi Thìn, xuất hiện của tỷ kiên điềm báo người tuổi Thìn có thể gặp vài vấn đề về các mối quan hệ xã hội trong ngày cuối tuần này. Tuy nhiên, bạn nên hiểu một điều rằng bản thân không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Tất nhiên, một vài mối quan hệ chỉ có thể tồn tại trong một thời gian nhất định. Điều này đòi hỏi bạn phải dùng lửa thử vàng để xác định và tự kết thúc chúng nếu như cần. Năng lượng mà bạn đang sở hữu có thể biến đổi các mối quan hệ thử thách nhất. Nhờ có tam hợp che chở nên chuyện tình cảm cũng không có nhiều biến động. Dù cả hai đều bận rộn cho cuộc sống cá nhân, nhưng bạn và người ấy có đủ sự tinh tế để không làm đối phương cảm thấy cô đơn hay chạnh lòng. Tử vi tuổi Giáp Thìn, hỏa, được quý nhân giúp sức. Tử vi tuổi Bính Thìn, thổ, gia đạo bất an. Tử vi tuổi Mậu Thìn, mộc, các thành viên trong gia đình thiếu hòa hợp. Tử vi tuổi Canh Thìn, kim, vợ chồng mâu thuẫn. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, thủy, cần nỗ lực nhiều hơn nữa. Con số may mắn 6, 7. Giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường trắng, vàng. Quý nhân phù trợ, người tuổi Thân, Tuất. Tử vi tuổi Tỵ, thiên ấn mang lại cơ hội tốt lành đang tới với người tuổi Tỵ, vì thế lúc này không phù hợp cho việc nghỉ ngơi đâu nhé. Đã đến lúc dốc hết sức mình để thể hiện bản thân, chớp lấy thời cơ này đi thôi. Dù khá vất vả trong sự nghiệp và cuộc sống cá nhân, thế nhưng bạn vẫn sẽ cảm thấy dễ chịu đôi chút khi đối mặt với chuyện tài chính. Sự sung túc trong vấn đề tiền bạc sẽ phần nào giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn trong cuộc sống. Hôm nay cũng là ngày 16 âm lịch, nhân thần ở lòng bàn tay, trước ngực và trong ngực, tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này. Tử vi tuổi Ất Tỵ, hỏa, chớ tìm cách hại người. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, thổ, đừng để tổn thương cũ tồn tại quá lâu. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, mộc, bạn xứng đáng với điều tốt đẹp. Tử vi tuổi Tân Tỵ, kim, dễ gặp được quý nhân. Tử vi tuổi Quý Tỵ, thủy, chấp nhận những gì đang diễn ra. Con số may mắn 1, 3, giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường đỏ, đen, quý nhân phù trợ, người tuổi Tý, Ngọ. Tử vi tuổi Ngọ, hiệu suất của người tuổi Ngọ đang vô cùng đáng nể với sự trợ lực của chính ấn. Nhờ siêng năng và tích cực trong các công việc tập thể mà con giáp tuổi này đang có đủ điều kiện để phát huy năng lực của mình. Đây sẽ là bước đệm vô cùng vững chắc giúp bạn đạt được nhiều thành tựu trong tương lai. Nếu ai đang lo lắng sao chưa thấy kết quả thì cứ bình tĩnh, hãy cứ nỗ lực, thành công rồi sẽ tới. Ảnh hưởng không nhỏ của lục xung nên mâu thuẫn dù nhỏ cũng dễ hóa to. Vì thế đừng vì nhất thời nóng giận mà làm hỏng việc, bạn nên hít thở thật sâu, lấy lại bình tĩnh, tránh xô sát. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, kim, hãy tập trung vào mục tiêu. Tử vi tuổi Bính Ngọ, thủy, vui vẻ giúp người khác một chút. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, hỏa, trở ngại trước mắt dễ dàng vượt qua. Tử vi tuổi Canh Ngọ, thổ, một điều nhịn bằng chín điều lành. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, mộc, khiêm tốn một chút chẳng thiệt đâu. Con số may mắn 4, 7, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường xanh lục, đen, quý nhân phù trợ, người tuổi Mùi, Dậu. Tử vi tuổi Mùi, kiếp tai ảnh hưởng khiến cho tâm trạng của con giáp tuổi Mùi không được tốt, thế nhưng đừng nản lòng nhé. Thay vì cố làm việc gì đó thì hãy chăm sóc sức khỏe của bản thân. Khi có sức khỏe tốt, tinh thần của bạn cũng sẽ được hồi phục và tỉnh táo hơn. Khi tinh thần của bạn tươi vui hơn thì tất sẽ có lợi cho công việc, nơi vốn luôn tồn tại những kẻ xấu luôn tìm cách hãm hại bạn. Vấn đề tài chính tương đối phát triển nên bạn có thể tận dụng khoảng thời gian này để gặp gỡ bạn bè hay mua sắm cho bản thân vào dịp cuối năm. Ảnh hưởng của Tý Mùi tương hại nên bạn gần ít xa nhiều, bạn nên học cách tránh xa những người điều tiếng thị phi, tránh những người không phù hợp, mang lại điều tiếng không tốt cho mình. Tử vi tuổi Ất Mùi, kim, đừng cố tỏ ra mình đúng. Tử vi tuổi Đinh Mùi, thủy, tình cảm nên thể hiện đúng chỗ. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, hỏa, hãy vững tin vào bản thân. Tử vi tuổi Tân Mùi, thổ, cái khó ló cái khôn. Tử vi tuổi Quý Mùi, mộc, biến khó khăn thành cơ hội. Con số may mắn 6, 7, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường vàng, nâu, quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Thân,
Thời điểm cuối tuần này là ngày khá đẹp, khá thuận lợi để người tuổi Thân triển khai các kế hoạch quan trọng với sự giúp sức của thực thân. Nếu ai đó ngỏ lời hỗ trợ thì đừng từ chối, hãy mở lòng ra đón nhận. Bạn nên quyết đoán hơn khi làm việc vì nhiều khi bạn lo lắng sợ làm mất lòng một số người nên hay ngần ngại. Sự do dự sẽ là nguồn cơn làm bạn đánh mất đi nhiều mối quan hệ quan trọng. Ảnh hưởng của tam hợp điềm báo nếu ai đó có chuyến đi xa trong ngày thì rất có thể sẽ vô tình tìm được một nửa của mình. Cả hai bạn có thể là đối tác của nhau, cũng có thể chỉ đơn giản là những người bạn ghé vào cùng một địa điểm. Tử vi tuổi Giáp Thân, thủy, bỏ qua những lỗi lầm của nhau. Tử vi tuổi Bính Thân, hỏa, ngôi nhà cần hai người cùng xây. Tử vi tuổi Mậu Thân, thổ, tin về điều tốt đẹp sẽ đến với mình. Tử vi tuổi Canh Thân, mộc, dễ gặp chuyện may mắn. Tử vi tuổi Nhâm Thân, kim, không phải lo lắng về tiền bạc. Con số may mắn 2, 7, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, đỏ, cam, quý nhân phù trợ, người tuổi Mùi, Tuất. Tử vi tuổi Dậu, dù là một ngày khá vui vẻ lạc quan, nhưng khi cảm thấy khó chịu hoặc bị kích động trước một tình huống bất công, người tuổi Dậu sẽ tìm cách đương đầu với nó. Có lúc bạn nóng giận không kiểm soát được hành động của mình nữa. Hãy cố gắng bình tĩnh, nói việc một cách dễ dàng, đầy đủ và lý lẽ, mạnh dạn nói lên sự thật và đấu tranh cho điều mà bản thân tin tưởng. Với quan điểm này đầy thuyết phục, với những lời nói của mình, bạn sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ và đồng tình. Ngày cuối tuần, bạn nên dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi, dành cho gia đình. Có khoảng thời gian gắn kết với mọi người, bạn sẽ cảm thấy vui tươi, tinh thần phấn chấn hơn, công việc vì thế mà tốt hơn. Tử vi tuổi Ất Dậu, thủy, hãy đừng lên vì điều thiện. Tử vi tuổi Đinh Dậu, hỏa, hãy biết nói không khi cần. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, thổ, thái độ dứt khoát sẽ khiến người khác nể phục. Tử vi tuổi Tân Dậu, mộc, chớ nên tin người thái quá. Tử vi tuổi Quý Dậu, kim, đừng suy nghĩ tiêu cực. Con số may mắn 4, 8, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, đen, xanh dương. Quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Tuất, người tuổi Tuất chớ nên nói càn khi mà đối mặt với kẻ xấu mà tỷ kiến đưa tới. Dù bạn phải đối mặt với tiểu nhân, song mọi chuyện lại không quá phức tạp. Trái lại, đây là thử thách để bạn có thể phát huy thế mạnh của mình mà vốn ít khi bạn để ý tới. Trong những lúc khó khăn, ai giữ được bình tĩnh thì sẽ chiếm được ưu thế. Với những kẻ không hiểu chuyện lý lẽ, bạn nên nói những câu chắc chắn, ngắn gọn mang tính khẳng định mà thôi. Theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay vị trí của thai thần ở hướng chính bắc, phía ngoài phòng thai phụ, giường ngủ và nơi xay giá gạo. Do đó không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo nơi này, bởi việc làm đó có thể động thai thân, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Tử vi tuổi Giáp Tuất, hỏa, hãy chọn việc khó một chút. Tử vi tuổi Bính Tuất, thổ, niềm vui đến từ việc nhỏ. Tử vi tuổi Mậu Tuất, mộc, tình yêu thắp sáng mọi lối đi. Tử vi tuổi Canh Tuất, kim, đừng ngại ngùng, hãy dấn thân. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, thủy, hãy xứng đáng với lời khen tặng. Con số may mắn 1, 9, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, đen, vàng, quý nhân phù trợ, người tuổi Hợi, Mùi. Tử vi tuổi Hợi, có dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy các lợi ích tài chính có thể xảy ra, người tuổi Hợi nên tận dụng tốt vận may này, nếu có thể hãy tập hợp sức mạnh với những người xung quanh. Những nguồn thu nhập thêm sẽ không chỉ nâng cao tinh thần của bạn mà còn khiến các nàng ở vị thế mạnh về tài chính. Tuy nhiên hãy cẩn thận trong việc cân đối chi tiêu, nếu không tiền bạc sẽ đổi chiều vào dịp cuối năm. Nhờ có tam hội che chở nên bạn trở nên dễ gần, đáng yêu hơn, dễ thu hút những mối quan hệ tốt đẹp lại với mình. Ai muốn bàn bạc để ký kết hợp đồng thì lúc này khá phù hợp. Tử vi tuổi Ất Hợi, hỏa, mong muốn điều gì hãy nói ra. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thổ, bình tĩnh vượt qua khó khăn. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, mộc, lựa chọn lời mà nói cho toại lòng nhau. Tử vi tuổi Tân Hợi, kim, bạn cũng là ngôi sao tỏa sáng. Tử vi tuổi Quý Hợi, thủy, bình tĩnh soi xét vấn đề. Con số may mắn 2, 9, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, tím, trắng, quý nhân phù trợ, người tuổi Hợi, Sửu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình tử vi của lịch ngày tốt. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.